Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì rất vui được gặp lại anh em. Thì thời gian mấy bữa nay mình cũng bệnh đó nè, nên không có lên clip cho anh em xem. Thì bữa nay có một cặp bánh Dream 125 2022 anh em. Này là full có đầy đủ luôn nè, má đùm nè. Má đùm của nó nè, có bố cốt bát đầy đủ. Nguyên cặp này là chỉ có 4 triệu anh em, là nó có đầy đủ như vậy. Bình thường anh em mua là nó mua chỗ khác á, là nó không có cặp cốt bát này đâu nha. Còn này là mình có bán cốt bát luôn, 4 triệu. Cái đát vỏ là 2922, trùng đát luôn. Nè. 2922 nè, trùng đát luôn, giữa trước giữa sau trùng đát, niên trùng mã, cầm đẹp luôn nha, vỏ gai còn nè. Bộ này là 4 triệu nè, anh em có thể lắp vào cho quay game được luôn. Đây là cặp phục trước và cặp phục sau. Hay cặp phục trước hàng đẹp như vậy, 1,3 triệu nha nè, chân đẹp không qua tẩy rửa. Còn bên đây không đẹp bằng, cái nào cũng 22 chứ nè. Cái bên đây là 1,2 triệu, một cặp 1,2 triệu và một cặp 1,3 triệu, hàng đúng hàng zin tháo xe của Dream 125. Bao anh em một đền 10 nếu mà không đúng hàng tháo xe. Đây là phụ trước trước đá 22 luôn anh em. Cặp này nó có chày nè, cặp này chỉ có 1,3 triệu thôi, 1,3 triệu một cặp như nè, lắp vào quay game được luôn, quen pha đời mới vẫn được. Dần chân nghe nè, nguyên combo như vậy đầy đủ ha, của Dream 125 là 600.000. Áo phục nè, ốc là mực còn đẹp vậy nè. Ốc số 10 không? Ốc chân phục dưới nè, mấy chặn thắng nè, ốc thắng nè, luôn cái ốc chỗ ghi đông luôn. Nguyên công lê này chỉ có 600.000 nữa anh em. Hàng tháo xe mình không có tẩy rửa. Em nhìn hình đánh giá ha. Có hai bộ nồi anh em, nồi 2022 một bộ và cái đát 21 một bộ nha. Cái này là đát còn 21 nè, tháng 12 mình sẽ quay cái bộ tháng 7 trước nha. Đây bộ tháng 7 nè, bố còn đẹp nè, chuông nè, vừa có dấu nhẹ nè. Bộ vậy là chỉ có 2,7 triệu nè, 2022. Còn bộ bên đây, bộ bên đây nó có bố, nó cũng đâu thua gì bộ 22 đúng đát đâu, thấy không? Bố cũng đẹp nè, chuông cũng vậy. Bộ bên đây thì 2,6 triệu nha, tại nó là cái đát 21 thôi, nhưng mà cái trên xe 22 tháng 10 tháng 12 nha. Anh em có thể lắp vào cho full channel được, full led được, full 2 full x luôn, gắn ok anh em. Đây, mình mới về được một số cặp nai nha nè. Nai của mình là nai trùng đát luôn, mình lấy ra cho anh em xem ha. Thuộc nai mình mới về nè, giá nó cũng rẻ hơn trước được ít nha. Bữa nay là chỉ có 2,1 triệu thôi, 2,1 triệu một cặp. Cái lô của 2023 luôn nè, cái mã nó nằm đây, trùng mã luôn, 2,1 triệu thôi nè. Này giá dễ chơi. Phục na zin mình gắn đôn sẵn cho anh em luôn, về anh em chỉ việc lắp lên xe thôi. Đây là cặp phục Superim. Phục này thì hàng của Honda Việt Nam. Cặp này là 900.000 cặp ha. Hàng mới nha. Đây là cặp phục của Rim FI 110. Cặp này là 1,450 nha anh em.
hàng này nó hiếm, đặt nó hơi khó, mình về chế mấy cặp thôi, 14-50. Cái lỗ gô của nó là 12, ở dưới 10. Còn bên đây là củ quay y 210, cái này là 1.350.000 nè, 1.350.000 cặp này nè. Anh em có thể lắp vào cho full channel được, full 2, full X. Mình có quay sơ cho anh em xem số mặt hàng á, hàng mới về, thì anh em nào cần món nào cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo trên màn hình ha, sẽ báo giá gửi hình ảnh chi tiết cho anh em xem. Clip cũng cảm ơn anh em gần xa đã dành chút thời gian xem hết video, anh em về clip tiếp theo.